Ngày nọ chú khỉ con đến nhà của Bulma để nhờ Bulma dẫn đi tìm sư phụ Roshikame. Lâu lắm rồi Goku không được gặp sư phụ, muốn rủ sư phụ đi tham gia đại hội võ thuật tổ chức hàng năm. Đây rồi. Xin chào tiến sĩ Vip. Chào Bulma. Hai người khỏe chứ? Mình muốn nhờ hai người trở đi tìm sư phụ rùa già của mình. Chào Goku. Ổ tiện đi thăm nhà Bulma luôn xem có gì hay không. Ha ha ha. Này, thì con chạy đi đâu đấy? Cháu muốn đi tìm phi thuyền của Bulma ấy, nó ở đâu? Đừng chạy lung tung, nó ở kia cơ mà. À, nhà đẹp quá tiến sĩ, có gì ăn không? Con đói quá. Đừng bày trò, ngươi có ăn cả thế giới. Không có đồ ăn cho người đâu đồ khỉ, người đâu đồ khỉ. Giam cha có hay đến chơi không Bulma? Này lại chạy đi đâu đấy thằng kia? À cháu thấy rồi, nó ở kia. Để cháu lái thử. Không lái được đâu. Đừng bày trò. Bulma con lấy cho thằng khỉ này cái máy bay khác. Vâng. Con sợ nó không lái, nó hay phá hoại lắm. Ngươi lái cho cẩn thận, có thằng khỉ kia. Ta mà rơi xuống mi liệu hồn. Tiến sĩ yên tâm, con mới học lái hôm qua. Ai sao chiếc xe này khó lái vậy? Trời ơi, ngươi có biết lái không đồ khỉ? Máy bay hỏng rồi, phải xuống thôi. À, đứng lại, còn bọn ta thì sao? Thôi. Sao ở đây nhiều cá, mấy con về ăn nhỉ? Ha ha. Thôi đi tàu cho lành. Mà Bulma có biết nhà ông rùa ở đâu không? Đừng hỏi nhiều đồ khỉ. À kia rồi. Nghe nói dạo này sư phụ Bulma. Im mồm đi đồ khỉ, im mồm đi đồ khỉ. Ủa tớ tưởng Bulma đẹp trai tập gym mà, ha ha ha. Ngươi có im mồm không? Bulma đứng đây để Goku đi tìm sư phụ nhé. Sư phụ ơi, con đến thăm thầy đây, thầy có nhà không? Sư phụ đây rồi. Có cả Krillin ở đây nữa. Chào Krillin. Chào khỉ con. Đi đâu vậy? Mình đến mời hai người đi tham gia đại hội võ thuật. Ý kiến hay. Năm nay có những ai tham gia? Thưa sư phụ, con nghe nói năm nay toàn cao thủ như Superman, Batman, người nhện. Ha ha ha. Được, ta và Krillin đồng ý đi. Hy vậy sư phụ và Krillin lên tàu, con đưa đi. Ngươi có biết lái không đồ quỷ? Bulma đã dạy con rồi. Đến nơi rồi. Sao vắng vẻ thế này? Sư phụ và Krillin chờ con, để con vào con đăng ký nhé. Đại hội gì mà vắng vẻ, không thấy ai tham dự cả. Hay mình nghe nhầm ta, mình nghe nhầm ta. Ủa ban tổ chức đi định bỏ bom bọn này hay sao? Hay sợ bọn ta lại vô địch như năm ngoái? Hi hi hi.